Phật nói, kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, hãng dịch đời giáo tần, tâm tại Pháp Sư Cơ Ma La Thập, tội nhân do. Ta nghe như vậy, một lúc nọ, Đức Phật ở trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ, cùng với chúng đại tỳ kheo 1.250 người câu hội. Lúc đó, gần đến giờ ăn, Đức Thế Tôn Đáp Y cầm bát vào thành lớn Xá Vệ mà cất thực. Trong thành ấy, Đức Phật theo thứ tự ghé từng nhà cất thực xong, trở về tinh xá, dùng cơm rồi cất y bát. Sau khi rửa chân xong, Đức Phật trải tòa mà ngồi. Ông Tu Bồ Đề thưa hỏi, bây giờ, ông trưởng lão Tu Bồ Đề ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bên vai hữu, gối bên hữu quỳ sát đất, cung kính chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng, hy hữu thay Đức Thế Tôn, Đức Như Lai khéo hay hộ niệm các vị Bồ Tát, và khéo hay phó chúc cho các vị Bồ Tát. Bạch Đức Thế Tôn, Trang Thị Nam, người thị nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì phải trụ tâm như thế nào? Nên hàng phục tâm mình như thế nào? Đức Phật dạy, hay thay, này Tu Bồ Đề, đúng như lời của ông vừa nói, Đức Như Lai khéo hay hộ niệm các vị Bồ Tát và hãy khéo hay phó chúc cho các vị Bồ Tát. Này ông nên lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói Trang Thị Nam, người thị nữ, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, phải trụ tâm như thế này, phải hàng phục tâm mình như thế này. Dân, bạch Đức Thế Tôn, con xin vui thích muốn nghe. Đức Phật bảo ngài Tu Bồ Đề, các vị Đại Bồ Tát phải hàng phục tâm mình như thế này. Bao nhiêu những loài chúng sanh, hoặc là noãn sanh, hoặc loài thai sanh, hoặc loài thấp sanh, hoặc loài hóa sanh, hoặc loài có hình sắc, hoặc loài không hình sắc, hoặc loài có tư tưởng, hoặc loài không tư tưởng, hoặc loài chẳng phải có tư tưởng, mà chủ cũng chẳng phải không tư tưởng, thì ta đều triệt độ đó mà làm cho vào nơi vô dư niết bàn. Diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh như thế mà thật không có chúng sanh là kẻ được diệt độ. Tại sao vậy? Này Tu Bồ Đề, nếu vị Bồ Tát còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả thì chẳng phải là Bồ Tát. Tu Bồ Đề lại nữa, vị Bồ Tát đúng nơi pháp và nên không có chỗ trụ trước mà làm việc bố thí, nghĩa là không trụ trước nơi hình sắc mà bố thí, không trụ trước nơi thanh hương vị xúc pháp mà bố thí. Này Tu Bồ Đề, vì Bồ Tát phải nên bố thí như thế, chẳng trụ trước nơi tướng. Tại vì sao? Vì nếu vị Bồ Tát không trụ trước nơi tướng mà bố thí, thì phước đức nhiều không thể suy lường. Tu Bồ Đề, ý của ông nghĩ sao? Có thể suy lường được cõi hư không ở phương Đông chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không thể suy lường được. Tu Bồ Đề có thể suy lường được cõi hư không ở phương Nam, Tây Bắc, cõi hư không ở bốn hướng cạnh và cõi hư không ở trên dưới chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không thể suy lường được. Tu Bồ Đề, vị Bồ Tát không trụ được nơi tướng mà bố thí, thì phước đức cũng lại như thế, không thể suy lường được. Tu Bồ Đề, vị Bồ Tát chỉ phải nên đúng như lời ta dạy đó mà trụ. Tu Bồ Đề, ý của ông nghĩ sao? Có thể do nơi thân tướng mà thấy Như Lai chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không thể do nơi thân tướng mà được thấy Như Lai. Bởi vì sao? Vì Đức Như Lai nói thân tướng đó chính là chẳng phải thân tướng. Đức Phật bảo ông Tu Bồ Đề, phàm hệ có tướng đều là hư vọng cả. Nếu nhận thấy các tướng đều là không phải các tướng, chính là thấy Như Lai. Ông Tu Bồ Đề bạch cùng Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, như có chúng sanh nào được nghe những câu bài giảng giải như vậy, có sanh lòng tin là thật chăng? Đức Phật bảo ông Tu Bồ Đề, ông cho nói lời ấy, sau khi Như Lai diệt độ 500 năm cuối sau, có người trì giới tu phước có thể sanh lòng tin, nên những câu trong bài này mà cho đó là thật thì phải biết rằng, người ấy chẳng phải chỉ vun trồng căn lành nơi một Đức Phật, hai Đức Phật, ba bốn năm Đức Phật, mà người đó đã vun trồng căn lành từ nơi vô lượng nghìn muôn Đức Phật rồi. Nhờ có ai nghe những câu bài này sanh lòng tin trong sạch nhờ đến chừng trong khoảng một niệm, Tu Bồ Đề, Đức Như Lai đều thấy, đều biết, những chúng sanh đó được phước đức vô lượng dường ấy. Tại vì sao? Về những chúng sanh đó, không còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, không có tướng pháp, cũng không có tướng phi pháp. Tại vì sao? Về những chúng sanh đó, nếu trong lòng chấp tướng thì chính là chấp ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Nếu chấp tướng pháp thì chính là chấp ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Và vì nếu chấp tướng phi pháp thì cũng chính là chấp ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Vì thế cho nên chẳng nên chấp pháp và cũng chẳng nên chấp phi pháp. Cũng bởi nghĩa đó, Như Lai thường dạy rằng, này các tỳ kheo, các ông phải biết pháp của ta nói ra đó, dù cũng như thuyền bè, đến pháp còn phải xả bỏ, huống nữa là phi pháp.
Tu Bồ Đề, ý của ông nghĩ thế nào? Đức Như Lai có chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác chăng? Đức Như Lai có nói pháp chăng? Ông Tu Bồ Đề bạch rằng, như con hiểu ý nghĩa của Phật nói, thì không có pháp nhất định nào gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng không có pháp nhất định nào mà Đức Như Lai có thể nói được. Bởi vì sao? Vì pháp của Đức Như Lai nói đều không thể vinh lấy, không thể nói được, chẳng phải pháp, chẳng phải không phải pháp. Tại vì sao thì tất cả hiền thánh đều do nơi pháp vô vi mà có từng bậc khác nhau? Tu Bồ Đề, ý của ông nghĩ thế nào? Như có người đem bảy thứ báu để cả cõi tam thiên đại thiên để làm việc bố thí, phước đức của người đó được có nhiều việc chăng? Tu Bồ Đề bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn rất nhiều. Tại sao vì phước đức đó chính là không phải thật phước đức, cho nên Đức Như Lai nói là phước đức nhiều? Còn như có người nơi trong kinh này nhận đến thọ trì một bài kệ bốn câu, là giảng nói cho người khác thì phước đức ấy, đức này, rồi hơn phước đức trước. Bởi vì sao? Nay Tu Bồ Đề, tất cả các đức Phật và pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của các đức Phật đều từ kinh này mà có ra. Nay Tu Bồ Đề, Phật pháp nói đó chính chẳng phải là Phật pháp. Nay Tu Bồ Đề, vì Tu Đà Hoàng có thể tự nghĩ là mình chứng được quả Tu Đà Hoàng chăng? Ông Tu Bồ Đề bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, không thể được. Bởi vì sao? Vì vị Tu Đà Hoàng gọi là bậc nhập lưu mà chính không nhập vào nơi đâu, chẳng vào sắc thanh hương vị xúc pháp, đó gọi là Tu Đà Hoàng. Tu Bồ Đề, ý của ông nghĩ thế nào? Vị Tu Đà Hàm có thể tự nghĩ rằng mình được quả Tu Đà Hàm chăng? Ông Tu Bồ Đề bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, không thể được. Bởi vì sao? Vì vị Tu Đà Hàm gọi là bậc nhất vãng lai mà ta không có vãn lai, gọi là Tu Đà Hàm. Tu Bồ Đề, ý của ông nghĩ thế nào? Vị A Na Hàm có thể tự nghĩ rằng mình được quả A Na Hàm chăng? Ông Tu Bồ Đề bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, không thể được. Bởi vì sao? Vì vị A Na Hàm gọi là bậc bất lai mà ta không có tướng bất lai, cho nên gọi là A Na Hàm. Tu Bồ Đề, ý của ông nghĩ thế nào? Vị A La Hán có thể tự nghĩ rằng mình chứng được quả vị A La Hán chăng? Ông Tu Bồ Đề bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, không thể được. Bởi vì sao? Vì thật không có pháp chi gọi là A-la-hán. Bạch Đức Thế Tôn, nếu như vị A-la-hán nghĩ thế này, ta được đạo A-la-hán thì chính là chấp trước tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật dạy rằng con được môn vô tránh tam muội là bậc nhất trong mọi người, là bậc A-la-hán ly dục thứ nhất. Bạch Đức Thế Tôn, nếu con tự nghĩ rằng mình được đạo A-la-hán thì chắc Đức Thế Tôn chẳng nói Tu Bồ Đề là người ưa hạnh tịch tịnh. Bởi Tu Bồ Đề thực không móng niệm mới gọi Tu Bồ Đề là ưu hành tịch tịnh. Trang nghiêm tịnh độ, Đức Phật bảo ông Tu Bồ Đề, ý của ông nghĩ thế nào? Tòa xưa, hồi ở chỗ Đức Phật Như Đăng, Như Lai ở nơi pháp có được có chỗ được chăng? Và Đức Thế Tôn, không. Hồi ở chỗ Đức Phật Như Đăng, ở nơi pháp, Đức Như Lai thật không chỗ được. Này Tu Bồ Đề, ý của ông nghĩ thế nào? Bồ Tát có trang nghiêm Phật độ chăng? Và Đức Thế Tôn, không. Tại vì sao? Vì trang nghiêm Phật độ đó chính chẳng phải trang nghiêm, đó gọi là trang nghiêm. Này Tu Bồ Đề, vì thế các vị Đại Bồ Tát phải nên sanh tâm thanh tịnh như vậy, cho nên trụ trước nơi sắc mà sanh tâm, cho nên trụ trước nơi thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, nên không chỗ trụ trước mà sanh tâm thanh tịnh kia. Này Tu Bồ Đề, ví như có người thân như núi Chúa Tu Di, ý của ông nghĩ thế nào? Thân của người đó có lớn chăng? Ông Tu Bồ Đề bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, rất lớn. Bởi vì sao? Vì Đức Phật nói chẳng phải thân, đó gọi là thân lớn. Tu Bồ Đề, như trong một sông Hằng có bao nhiêu số cát, số sông Hằng lại đồng như số cát đó. Ý của ông nghĩ thế nào? Số cát trong những sông Hằng đó chừng có nhiều chăng? Ông Tu Bồ Đề bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều. Nội những sông Hằng đã là nhiều vô số rồi, hướng nữa là số cát trong sông. Này Tu Bồ Đề, nếu ta nói thật mà bảo ông, nếu có trang nam tử, người nữ nhớ nào đem bảy thứ báu đầy cả ngần ấy, hằng hà sa số cõi tam thiên đại thiên để làm việc bố thí, người đó được phước có nhiều không? Ông Tu Bồ Đề bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều. Đức Phật bảo ông Tu Bồ Đề, nơi trong kinh này nó có trang thiền nam người tiện nữ nào thọ trì nhớ đến một bài kệ bốn câu vân vân và giảng nói cho người khác nghe thì phước đức này hơn phước đức trước kia. Này Tu Bồ Đề, lại nữa, tùy chỗ nào giảng nói kinh này nhớ đến một bài kệ bốn câu vân vân, phải biết chỗ đó tất cả trời người Atula trong đời đều nên cúng dường như là tháp miếu thờ Đức Phật, huống nữa là có người nào hay thọ trì đọc tụng trọn cả kinh này. Này Tu Bồ Đề, phải biết người ấy thành tựu pháp tối thượng,
Hy hữu bậc nhất, còn nếu kinh điển này ở tại chỗ nào, thì chỗ đó chính là có Đức Phật hoặc có hàng tôn trọng đệ tử của Phật. Bây giờ ông Tu Bồ Đề bạch Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, nên gọi kinh này là gì? Chúng con phải phụng trì thế nào? Đức Phật bảo ông Tu Bồ Đề rằng, kinh này tên là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Không nên theo danh tự ấy mà phụng trì. Bởi vì sao? Này Tu Bồ Đề, Đức Phật nói Bát Nhã Ba La Mật chính chẳng phải Bát Nhã Ba La Mật, đó gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Tu Bồ Đề, ý của ông nghĩ thế nào? Như là có chỗ nói pháp chăng? Bạch Đức Thế Tôn, như là không chỗ nói pháp. Tu Bồ Đề, ý của ông nghĩ thế nào? Bao nhiêu vi trần trong cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế là nhiều chăng? Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều. Này Tu Bồ Đề, những vi trần ấy, Như Lai nói chẳng phải vi trần, đó gọi là vi trần. Như Lai nói thế giới chẳng phải thế giới, đó gọi là thế giới. Này Tu Bồ Đề, ý của ông nghĩ thế nào có thể do 32 tướng mà thấy Như Lai chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không, chẳng có thể do 32 tướng mà được thấy Như Lai. Bởi vì sao? Đức Như Lai nói 32 tướng chính chẳng phải tướng, đó gọi là 32 tướng. Tu Bồ Đề, như có trang thiện nam người thiện nữ nào đem thân mạng bằng số các sông hàng để bố thí, nếu lại có người theo trong kinh này mà tòa trì nhận đến bài kệ bốn câu vân vân mà dẫn nói cho người khác nghe, thì phước của người này nhiều hơn người trên. Bây giờ ông Tu Bồ Đề nghe Đức Phật nói kinh này thì không hiểu thấu nghĩa thú của kinh, nên ông buồn khóc mà bạch với Đức Phật rằng, hãy hiểu thêm Đức Thế Tôn, Đức Phật nói kinh điển rất sâu xa dường ấy, tôi nghe được huệ nhạy đến nay con chưa từng được nghe kinh điển như thế này. Bạch Đức Thế Tôn, nếu là có người nào được nghe kinh này mà có lòng tinh thanh tịnh thì chính là sanh thật tướng, phải biết người ấy thành tựu của Đức Hy Hữu bậc nhất. Bạch Đức Thế Tôn, thật tướng đó chính chẳng phải thật, chính chẳng phải tướng, cho nên Đức Như Lai gọi là thật tướng. Bạch Đức Thế Tôn, nếu con được nghe kinh điển thế này, có tinh hiểu thọ trì chẳng đủ lấy làm có. Nếu khoảng 500 năm rốt sâu ở đời tương lai mà có chúng sinh nào được nghe kinh này rồi tinh hiểu thọ trì, thì người ấy chính là Hy Hữu bậc nhất. Bởi vì sao? Vì người ấy không có tướng ngã, không có tướng nhân, không có tướng chúng sanh, không có tướng thọ giả. Vì sao thế? Vì tướng ngã chính là không phải tướng. Tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả chính là không phải tướng. Bởi vì sao? Vì đời lìa tất cả tướng, chính đó gọi là chư Phật. Đức Phật bảo ông Tu Bồ Đề. Đúng thế, là như có người được nghe kinh này mà lòng không kinh hãi, không e sợ, không nhút nhát, thì phải biết người đó rất là hy hữu. Bởi vì sao? Này Tu Bồ Đề, Đức Như Lai nói môn ba la mật thứ nhất chính chẳng phải môn ba la mật thứ nhất, đó gọi là môn ba la mật thứ nhất. Này Tu Bồ Đề, môn nhẫn nhục ba la mật, Đức Như Lai nói đó chẳng phải nhẫn nhục ba la mật, đó gọi là nhẫn nhục ba la mật. Bởi vì sao? Này Tu Bồ Đề, Như Lai, như ta thuở xưa bị vua Ca Lợi chặt đứt thân thể, trong lúc đó ta không có tướng ngã, không có tướng nhân, không có tướng chúng sanh, không có tướng thọ giả. Vì sao vậy? Vì thuở xưa trong lúc thân phần bị chặt rời rẽ đó, nếu ta có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, thì lẽ ra ta ấm lòng hờn giận. Này Tu Bồ Đề, ta lại nhớ hồi thuở quá khứ, trong 500 đời ta làm vị tiên nhẫn nhục. Trong bao nhiêu đời đó, ta không tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả. Tu Bồ Đề, vì thế nên Bồ Tát phải rời lìa tất cả tướng, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên trụ trước nơi sắc mà sanh tâm, cho nên trụ trước nơi thanh hương vị xuất phát mà sanh tâm, nên sanh tâm không trụ trước vào đâu cả. Nếu như tâm có trụ, chính là chẳng phải trụ, nên Đức Phật nói tâm của Bồ Tát chẳng nên trụ trước nơi sắc mà bố thí. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát vì lợi ích cho tất cả chúng sanh nên phải bố thí như thế. Đức Như Lai nói tất cả các tướng chính là không phải tướng, là nói tất cả chúng sanh chính là chẳng phải chúng sanh. Này Tu Bồ Đề, Đức Như Lai nói là bậc nói lời chân chánh, lời chắc thật, lời đứng đắn, lời không phỉnh phờ, lời không sai khác. Này Tu Bồ Đề, pháp của Đức Như Lai chứng được pháp ấy không thật, không hư. Này Tu Bồ Đề, nếu tâm của Bồ Tát trụ trước nơi pháp mà là việc bố thí, thì như người vào chỗ tối tâm liền không thấy được chi cả. Nếu tâm của Bồ Tát không trụ trước nơi pháp mà là việc bố thí, thì như người có mắt sáng là có ánh sáng của mặt trời chiếu đến, liền thấy các thứ hình sắc. Này Tu Bồ Đề, về đời tương lai, nếu có trang thiện nam người thì nữ nào có thể thọ trì đọc tụng kinh này, đều được Đức Như Lai dùng trí huệ của Phật đều biết rõ người ấy, đều thấy rõ người ấy, thì đều được thành tựu công đức vô lượng vô biên.
Này Tu Bồ Đề, nếu có trang thị nam người thì nữ nào, và khoảng buổi sáng đem thân mạng bằng số các sông Hằng để bố thí, và khoảng buổi trưa là đem thân mạng bằng số các sông Hằng để bố thí, và khoảng buổi chiều cũng đem thân mạng bằng số các sông Hằng để bố thí, trong vô lượng trăm nghìn muôn ức kiếp đem thân mạng bố thí như thế, là như có người nào nghe kinh điển này mà sanh lòng tin không trái, thì phước của người này hơn phước của người trước kia, huống chi là biên chéo thọ trì độc tụng nó cho người khác nghe. Này Tu Bồ Đề, tóm tắt mà nói đó thì kinh này có do biên công đức không thể nghĩ bàn, không thể cân lường được. Như Lai vì người phát tâm đại thường mà nói, vì người phát tâm tối thượng thừa mà nói, nếu có người nào có thể tọa trì độc tụng cho nói rộng ra cho người khác nghe, thì Đức Như Lai đều biết rõ người ấy, đều thấy rõ người ấy, thấy đều được thành tựu công đức không thể lường được, không thể cân được, không có ngàn bé, không thể nghĩ bàn được. Những người như thế chính là người gánh vác pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của Đức Như Lai. Bởi vì sao? Này Tu Bồ Đề, vì nếu người nào ham ưa pháp tiểu thừa, chấp trước tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, thì ở nơi kinh này, người ấy không thể nghe nhận, đọc tụng và nói cho người khác nghe được. Này Tu Bồ Đề, nếu những nơi chỗ này mà có kinh này, thì tất cả trời người A-tu-la trong đời đều nên cúng dường và biết chỗ đó chính là tháp thờ Đức Phật, để phải cung kính lễ lạy, để nhiễu quanh, đem các món hoa hương mà rải trên chỗ đó. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, nhất thang tiện nam tử, người nữ nhân nào tọa trì độc tụng kinh này hoặc lại bị người khinh tiện, tội nghiệp đã gây ra trong đời trước, người ấy đáng lẽ sẽ phải đọa vào ác đạo. Nhưng bởi trong đời này bị người khinh tiện nên tội nghiệp đã gây ra trong đời trước đó thì được tiêu diệt, người ấy sẽ được đạo cho thượng chánh đẳng chánh giác. Này Tu Bồ Đề, ta nhớ lại hồi tọa trước Đức Phật nhưng đang ra đời, vô lượng vô số kiếp về quá khứ, ta gặp đặng 804.000 muôn ức na gia tha các đức Phật. Lúc ấy ta thảy đều hầu hạ cúng dường, không có luống bỏ qua. Về đời mạt thế sau này, nếu lại có người hay thọ để đọc tụng kinh này, thì công đức của những người ấy được công đức cúng dường các đức Phật của ta trong thọ trước, sánh không bằng 1%, 1/1000 muôn ức cho đến tính đếm tí dụ đều chẳng bằng được. Này Tu Bồ Đề, về đời mạt thế sau này, nếu có trang thiện nam người thiện nữ nào thọ để đọc tụng kinh này, công đức của những người đây được, nếu ta nói đủ hết ra hết cả ra, hoặc có kẻ nghe đó, trong lòng liền cuồng loạn, nghi ngờ, không tin. Này Tu Bồ Đề, phải biết rằng, vì nghĩa lý của kinh này chẳng thể nghĩ bàn được, nên quả báo cũng không thể nghĩ bàn được. Bây giờ ông Tu Bồ Đề bạch với Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, trang thiện nam người tự nữ phát tâm, vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, phải trụ tâm như thế nào, phải hàng phục tâm mình như thế nào? Đức Phật bảo ông Tu Bồ Đề, trang thiện nam, người thiện nữ phát tâm cho thượng chánh đẳng chánh giác đó, thì phải sanh tâm như vậy. Ta phải diệt độ tất cả chúng sanh, diệt độ tất cả chúng sanh xong, và không có một chúng sanh nào thật diệt độ. Bởi vì sao? Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, thì chính là chẳng phải Bồ Tát. Vì cớ sao? Này Tu Bồ Đề, vì thật ra không có pháp chi phát tâm cho thượng chánh đẳng chánh giác cả. Tu Bồ Đề, để ý ông nghĩ thế nào? Ở chỗ Đức Phật Như Lai, Như Lai có pháp chi được vô thượng chánh đẳng chánh giác chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không. Như chỗ con hiểu nghĩa lý của Đức Phật nói thì Đức Như Lai ở nơi Đức Phật Như Lai không có pháp chi được vô thượng chánh đẳng chánh giác cả. Đức Phật dạy rằng, đúng thế, đúng thế. Này Tu Bồ Đề, thật không có pháp chi Đức Như Lai được tướng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Tu Bồ Đề, nếu có pháp Đức Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác thì Đức Phật Như Lai bèn chẳng tỏ cái cho ta rằng ông ở đời sau sẽ được thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Bởi thật không có pháp chi được vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên Đức Phật Như Lai ra tỏ cái cho ta mà nói lời này, ông ở đời sau sẽ được thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì sao? Vì Như Lai nói đó chính là nghĩa các pháp như như. Nếu có người nói rằng Đức Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác, này Tu Bồ Đề, thật ra không có pháp chi mà Đức Phật được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Tu Bồ Đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác của Đức Như Lai chứng được, trong đó không tật không hư, vì được thế Đức Như Lai nói tất cả pháp đều là Phật pháp. Này Tu Bồ Đề, tất cả pháp mà Đức Phật nói đó chính chẳng phải tất cả pháp, cho nên gọi là tất cả pháp. Này Tu Bồ Đề, ví như thân người cao lớn, ông Tu Bồ Đề bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, Đức Như Lai nói thân người cao lớn chính là chẳng phải thân cao lớn, nó tạm gọi là thân cao lớn. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát cũng như thế, nếu nói lời như vậy, ta sẽ diệt độ cho đoàn chúng sanh, thì vì đó không gọi là bậc Bồ Tát. Bởi vì sao? Này Tu Bồ Đề, thật không có pháp chi gọi là Bồ Tát. Vì thế Đức Phật nói tất cả pháp không ngã, không nhơ, không chúng sanh, không tọa giả.
Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát nói như thế này, ta phải trang nghiêm Phật độ, thì vị ấy không gọi là Bậc Bồ Tát. Bởi vì sao? Vì Đức Như Lai nói trang nghiêm Phật độ, chính chẳng phải trang nghiêm, đó gọi là trang nghiêm. Này Tu Bồ Đề, nếu có Bồ Tát, nếu Bồ Tát thông đạt nghĩa lý không ngã không pháp đó, thì Như Lai gọi là thật phải Bậc Bồ Tát. Này Tu Bồ Đề, nơi ý của ông nghĩ thế nào? Đức Như Lai nói có nhục nhãn chăng? Bạch Đức Thế Tôn, đúng thế, Đức Như Lai có nhục nhãn. Này Tu Bồ Đề, nơi ý của ông nghĩ thế nào? Đức Như Lai có thiên nhãn chăng? Bạch Đức Thế Tôn, đúng thế, Đức Như Lai có thiên nhãn. Này Tu Bồ Đề, nơi ý của ông nghĩ thế nào? Đức Như Lai có huệ nhãn chăng? Bạch Đức Thế Tôn, đúng thế, Đức Như Lai có huệ nhãn. Này Tu Bồ Đề, nơi ý của ông nghĩ thế nào? Đức Như Lai có pháp nhãn chăng? Bạch Đức Thế Tôn, đúng thế, Đức Như Lai có pháp nhãn. Này Tu Bồ Đề, nơi ý của ông nghĩ thế nào? Đức Như Lai có Phật nhãn chăng? Bạch Đức Thế Tôn, đúng thế, Đức Như Lai có Phật nhãn. Này Tu Bồ Đề, nơi ý của ông nghĩ thế nào? Nhờ bao nhiêu cát trong sông Hằng Đức Phật có nói là cát chăng? Bạch Đức Thế Tôn, đúng thế, Đức Như Lai nói là cát. Này Tu Bồ Đề, nơi ý của ông nghĩ thế nào? Ví như có bao nhiêu cát trong một sông Hằng, có những sông Hằng bằng số cát như thế, có Phật bao nhiêu số cát trong những sông Hằng đó, như thế chừng có nhiều chăng? Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều. Đức Phật bảo ông Tu Bồ Đề, bao nhiêu thứ tâm niệm của tất cả chúng sanh trong ngần ấy cõi nước, Đức Như Lai đều biết rõ. Bởi vì sao? Vì Đức Như Lai nói các thứ âm, thứ tâm đều là chẳng phải tâm, đó gọi là tâm. Vì sao thế? Này Tu Bồ Đề, tâm quá khứ chẳng thể đặng, tâm hiện tại chẳng thể đặng, tâm vị lai chẳng thể đặng. Này Tu Bồ Đề, nơi ý của ông nghĩ thế nào? Như người đem bảy thứ báu để cả cõi tam thiên đại thiên để lợi dụng bố thí cho nhân duyên như thế, người ấy được phước có nhiều chăng? Bạch Đức Thế Tôn, đúng thế, người đó do nhân duyên ấy được phước rất nhiều. Này Tu Bồ Đề, nếu phước đức là có thì Đức Như Lai chẳng nói là được phước rất nhiều. Do vì phước đức là không nên Đức Như Lai nói mới nói được phước đức nhiều. Này Tu Bồ Đề, nếu ông nghĩ thế nào? Có thể do sắc thân cụ túc để thấy Đức Phật chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không, chẳng nên do sắc thân cụ túc để thấy Đức Như Lai. Bởi vì sao? Vì Đức Như Lai nói sắc thân cụ túc chính chẳng phải sắc thân cụ túc, đó gọi là sắc thân cụ túc. Này Tu Bồ Đề, nếu ông nghĩ thế nào? Có thể do nơi các tướng cụ túc mà thấy được Đức Như Lai chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không, chẳng nên do các tướng cụ túc mà thấy Đức Như Lai. Bởi vì sao? Vì Đức Như Lai nói các tướng cụ túc chính là chẳng phải cụ túc, đó gọi là các tướng cụ túc. Này Tu Bồ Đề, ông chớ nói rằng Đức Như Lai nghĩ thế này, tại đây có chỗ thuyết pháp. Ông đừng nghĩ như thế, bởi vì sao? Vì nếu người nào nói rằng Đức Như Lai có thuyết pháp thì là hủy bán Đức Phật, không hiểu được nghĩa lý của Phật nói. Này Tu Bồ Đề, thuyết pháp đó chính thật không có pháp gì nói được, đó gọi là thuyết pháp. Bây giờ ông Huệ Mạng Tu Bồ Đề bạch Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, trong vị lai chẳng có chúng sanh nào nghe nói pháp này mà sanh lòng tịnh chẳng. Đức Phật dạy rằng, này Tu Bồ Đề, chúng sanh kia chẳng phải chúng sanh, cũng chẳng phải là không phải chúng sanh. Bởi vì sao? Này Tu Bồ Đề, những chúng sanh đó, Đức Như Lai nói chẳng phải chúng sanh, đó gọi là chúng sanh. Ông Tu Bồ Đề bạch với Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật chứng được vô thượng chánh đại chánh giác, đã không có chỗ chi được ơ. Đức Phật dạy rằng, đúng thế, đúng thế. Này Tu Bồ Đề, ta ở nơi vô thượng chánh đại chánh giác, nhận đến không có chút pháp chi có thể gọi là được, đó mới gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, pháp đó bình đẳng không có cao thấp, đó gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do vì không ngã không dơn, không chúng sanh, không thọ giả, không tu tất cả pháp lành, liền được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Tu Bồ Đề, pháp lành đã nói đó, Đức Như Lai nói chính chẳng phải pháp lành, đó gọi là pháp lành. Này Tu Bồ Đề, như trong cõi thâm thiên đại thiên có bao nhiêu núi chúa tu di, nếu có người góp cả bảy thứ báu lại bằng những núi tu di đó đem dùng mà bố thí, nơi kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật này cho đến một bài kệ bốn câu vân vân, nếu có người tòa trì độc tụng cho nói cho kẻ khác nghe, thì phước đức của người bố thí trước sánh không bằng một phần trăm, một phần nghìn muôn ức, cho đến tính đếm thí dụ đều không, đều chẳng bằng được. Này Tu Bồ Đề, nơi ý của ông nghĩ thế nào? Các ông chớ cho rằng Đức Như Lai nghĩ như vậy, ta phải hóa độ chúng sanh. Này Tu Bồ Đề, ông đừng nghĩ như thế. Bởi vì sao? Vì thật không có chúng sanh nào Đức Như Lai độ cả.
Nếu có chúng sanh mà Đức Như Lai đùa đó, thì Đức Như Lai còn có tướng ngã do chúng sanh thọ giả. Này Tứ Bồ Đề, Đức Như Lai nói có ngã đó, chính chẳng phải có ngã, mà kẻ phàm phu lại cho là có ngã. Này Tứ Bồ Đề, phàm phu đó, Đức Như Lai nói chính chẳng phải phàm phu, đó tạm gọi là phàm phu. Này Tứ Bồ Đề, ý của ông nghĩ thế nào, có thể cho nơi 32 tướng mà xem là Đức Như Lai chăng? Ông Tu Bồ Đề bạch rằng, đúng thế, do nơi 32 tướng mà xem ra Đức Như Lai. Đức Phật dạy rằng, này Tu Bồ Đề, nếu do nơi 32 tướng mà xem lại Đức Như Lai đó, thì vô chuyện Lô Thánh Vương chính là Đức Như Lai rồi. Ông Tu Bồ Đề bạch với Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, thế như con hiểu nghĩa lý của Đức Phật nói thì chẳng nên do nơi 32 tướng mà xem lại Đức Như Lai. Bây giờ, Đức Thế Tôn liền nói cả rằng, nếu dùng sắc thấy ta, dùng tiếng tâm cầu ta, người ấy tu đạo tệ chẳng thể được Như Lai. Này Tu Bồ Đề, nếu ông nghĩ thế này, Đức Như Lai vì chẳng do nơi ba nơi tướng cụ tốt mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Tu Bồ Đề, ông đừng nghĩ như vậy. Đức Như Lai vì chẳng do nơi tướng cụ tốt mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Tu Bồ Đề, nếu ông nghĩ như vậy, người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác nói các pháp đều đoạn diệt. Ông đừng nghĩ như thế, bởi vì sao? Vì nơi các pháp người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác không nói tướng đoạn diệt. Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát đem bảy thứ báu đầy cả những cõi nước bằng số các sông Hằng để làm việc bố thí, nếu lại có người biết lý vô ngã của tất cả pháp mà được thành nhẫn trí, vì Bồ Tát này được công đức hơn phước đức của vị Bồ Tát trước. Bởi vì sao? Này Tu Bồ Đề, vì các vị Bồ Tát không nhận lấy phước đức. Ông Tu Bồ Đề bạch với Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, tại sao các vị Bồ Tát không nhận lấy phước đức? Này Tu Bồ Đề, vị Bồ Tát phàm có làm việc phước đức thì chẳng nên tham trước, vì thế nên nói là chẳng nhận lấy phước đức. Này Tu Bồ Đề, nếu có người nói Đức Như Lai hoặc đến hoặc đi hoặc ngồi hoặc nằm, thì người ấy không hiểu nghĩa của Phật nói. Bởi vì sao? Vì Như Lai đó không từ nơi nào lại mà cũng không đi về đâu, nên gọi là Như Lai. Này Tu Bồ Đề, như có trang thiện nam, người thiện nữ đem cõi tam thiên đại thiên đập nát ra phía trần, lấy ông nghĩ thế nào? Cái phía trần đó có nhiều chăng? Ông Tu Bồ Đề bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều. Bởi vì sao? Vì nếu những phía trần đó là thật có, thì Đức Như Lai, thì Đức Phật chẳng nói là những phía trần. Vì có sao thế? Vì Đức Phật nói, những phía trần chính chẳng phải những phía trần, đó gọi là những phía trần. Mà Đức Thế Tôn, cõi tam thiên đại thiên của Đức Như Lai nói chính chẳng phải thế giới, đó gọi là thế giới. Bởi vì sao? Vì nếu thế giới là thật có ấy thì là một hiệp tướng. Đức Như Lai nói một hiệp tướng chính chẳng phải một hiệp tướng, đó gọi là một hiệp tướng. Này Tu Bồ Đề, một hiệp tướng đó bèn chẳng thể nói được, chỉ nói kẻ phàm phu tham trước việc ấy thôi. Này Tu Bồ Đề, như có người nói Đức Phật nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, nơi ý của ông nghĩ thế nào? Người hiểu nghĩa lý của Phật nói chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không. Người không hiểu nghĩa lý của Phật, của Đức Phật nói. Bởi vì sao? Đức Thế Tôn nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, chính chẳng phải ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, đó gọi là ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Này Tu Bồ Đề, nơi tất cả pháp, người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác phải biết như thế, thấy như thế, tên hiệu như thế, chẳng sanh pháp tướng. Này Tu Bồ Đề, pháp tướng nói ra đó, Đức Như Lai nói chính là không phải pháp tướng, đó gọi là pháp tướng. Này Tu Bồ Đề, như có người đem bảy thứ báu đầy cả vô lượng vô số cõi nước để làm việc bố thí, như có thanh thiện nam người thiện nữ nào phát tâm Bồ Đề, thọ trì kinh này, nhờ đến một bài kệ bốn câu, vân vân, tự mình thọ trì đọc tụng, là giảng cho kẻ khác nghe thì phước đức của người này hơn người trước. Giảng nói cho người khác nghe như thế nào? Không chấp lấy nơi tướng, như như chẳng động. Bởi vì sao? Tất cả những pháp hữu vi khác nào mộng huyễn, các gì điển xương, như bóng nước, như ảnh tượng, xuất xứ như thế, cho thường cho quên. Đức Phật nói kinh này xong, ông trưởng lão Tu Bồ Đề cùng với các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, tất cả trời người Atula vân vân thế gian nghe những lời của Đức Phật nói thì đều rất vui mừng, tin nhận, vâng theo tu hành. Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa.